Chuyện là các anh em ạ, tôi đang định sắm một con iPad mới. Con iPad hiện giờ của tôi nó cũng cũ rồi. Tôi đang phân vân có nên tiếp tục mua một con iPad Air hay là lên hẳn Pro luôn cho nó ách. Cơ mà rồi có mua thì chắc tôi cũng sẽ đợi thêm một tháng nữa. Vì nghe đâu vào tháng 3 này, Apple sẽ có một sự kiện ra mắt các sản phẩm mới. Biết đâu trong đấy lại có con iPad mới ngon nghẻ trong tầm túi tiền của tôi thì sao? Thế nên anh em nào mà cũng đang định mua iPad giống tôi thì đừng vội, cứ đợi thêm một tháng nữa cũng chả mất gì. Nhưng mà nếu anh em nào vội mua thì cứ lên Tech One tham khảo nhé. TechOne đang bán các dòng iPad từ mới đến cũ, E5, Gen 10, Gen 9, Pro M1, Pro M2 đều có, tha hồ mà lựa. Còn bây giờ trong video này tôi sẽ chia sẻ hết với anh em những gì tôi đã hóng được, những tin đồn về sản phẩm mới có thể xuất hiện trong sự kiện tháng 3 sắp tới đây của Apple. Cùng theo dõi nhé. Và chào mừng các bạn đã trở lại với TechOne. thường tổ chức 3 hoặc 4 sự kiện để giới thiệu sản phẩm mới của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ có một sự kiện mùa xuân, thường diễn ra vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Đây là cơ hội để chứng kiến những sản phẩm mới, những cập nhật đáng chú ý từ Apple. Tháng 6 sẽ là sự kiện WWDC. Đây là nơi mà các nhà phát triển với các chuyên gia từ Apple cùng nhau khám phá các công nghệ mới. Tháng 9 thường tập trung vào việc giới thiệu các phiên bản mới của iPhone và Apple Watch. Và cuối cùng là vào tháng 10 dùng để ra mắt các sản phẩm mới từ dòng máy Mac và iPad. Vậy nên vào sự kiện tháng 3 này, tôi đã tổng hợp được một số tin đồn đáng chú ý. Cùng xem nó là gì nhé! Apple thì cũng mới cho ra mắt một cách âm thầm MacBook e M3 trên trang chủ chỉ mới vài ngày nay. MacBook e 13 và 15 inch mới với con chip M3 hỗ trợ kết nối hai màn hình rời khi gặp máy, điều mà các đời máy cũ MacBook e chưa từng được trang bị. MacBook Air được cho là mạnh hơn 60% so với đời M1 và có mức giá khởi điểm cho bản base chỉ từ 28 triệu đồng. Các bạn có thể tham khảo dần tại TechOne nhé. Bên cạnh đó, iPad Pro và iPad Air mới rất có thể cũng được Apple trình làng trong sự kiện này. Nói về iPad Air trước đi. Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta không chỉ có một mà đến hai phiên bản iPad Air mới sở hữu con chip M2? nghĩ tới thôi là cũng thấy tiền trong túi muốn bay đi rồi đấy. Có thể đây sẽ là lần đầu tiên Apple giới thiệu hai phiên bản iPad Air cùng một lúc. iPad Air 6 kỳ này sẽ có một phiên bản 10.9 inch và một phiên bản lớn hơn là 12.9 inch. Điều này đáp ứng được mong mỏi bấy lâu nay của các iPhone. Bởi vì sao? Các bạn nhìn con iPad Air 5, nó sở hữu con chip M1 phải nói là quá ổn cho các tác vụ liên quan đến văn phòng. Nhưng với những anh em đi dài thì một con máy màn hình chỉ có 10.9 inch thì khó lòng mà tối ưu được bởi vì nó quá nhỏ. Muốn có màn hình lớn hơn thì các anh em phải lên dòng Pro, nhưng mà không phải ai cũng có nhu cầu và không phải ai cũng đủ tài chính để mua. Vậy nên nếu mà Apple thật sự tung ra phiên bản lớn hơn cho iPad Air thì quá là xứng đáng để mong chờ đúng không các bạn? Cơ mà nói gì thì nói, nếu Apple cho chúng ta một option quá ngon như thế thì hẳn là họ sẽ làm gì đấy vượt trội hơn ở iPad Pro để tìm cách hút máu chúng ta tư bản mà các bạn, dễ gì mà ăn được. Rồi vậy thì bây giờ qua luôn iPad Pro nhé. Các mẫu iPad Pro mới dự kiến sẽ sử dụng con chip M3 đã được giới thiệu trước đó. Kích thước có khả năng sẽ được thiết kế lại với hai phiên bản 11.1 và 13 inch. Mà đặc biệt ở đây đó chính là màn hình OLED mới, có độ tương phản cao, cải thiện HDR màu sắc tốt hơn, tốc độ làm mới nhanh hơn. Ngoài ra cũng có tin đồn là sự kiện này cũng sẽ công bố bàn phím Magic được cập nhật với vỏ nhôm và bàn di chuột lớn hơn, cùng với Apple Pencil mới nữa đấy. Quả nhiên là iPad Pro có khác, không gì sánh bằng. Vậy nên iPad Air cho dù có kích thước lớn hơn thì cũng sẽ không có màn hình ProMotion hay OLED và bộ nhớ trong bản base có thể vẫn sẽ chỉ là 64GB mà thôi, để mà phân biệt với dòng Pro nữa chứ. Và một thông tin nho nhỏ cuối cùng để khép lại những đồn đoán của chúng ta ngày hôm nay là iPhone 15 có thể sẽ có thêm màu mới. Giống như lịch sử ra mắt trước đó, khi Apple cho ra mắt iPhone mới thì sẽ kèm theo nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau, nhưng cỡ vài tháng sau đó, Apple sẽ cập nhật thêm một hoặc hai màu mới để kích cầu mua, tăng thêm doanh số bán. Và rất có thể là màu mới của iPhone 15 sẽ được ra mắt vào đầu năm nay. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem đó là màu gì nhé. Hiện tại thì màu sắc của iPhone 15 thường và 15 Plus gồm có 5 màu đen, xanh lam, xanh lá cây, hồng và vàng. Trong khi đó, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sử dụng 4 tông màu Titan chủ đạo, Titan đen, Titan trắng, Titan xanh và Titan tự nhiên. Nếu mà cho tôi đoán thì tôi đoán có thể sẽ có thêm màu đỏ, vì màu đỏ hiện tại đều chưa có ở cả iPhone 15 và iPhone 15 Pro, hoặc là màu vàng trên dòng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, vì phiên bản mã vàng trên iPhone 15 Pro Max quá là hiếm hoi và xa xỉ rồi. Còn các bạn, các bạn dự đoán sẽ là màu nào? Hãy comment phía bên dưới và cùng bàn luận về những sản phẩm có thể sẽ được ra mắt sắp tới nha. Nếu các bạn không thích những màu sắc hiện tại của iPhone 15 và chưa vội mua thì có thể dáng đợi thêm ít lâu để xem cập nhật màu sắc mới của Apple. Còn nếu đã chọn được màu ưng ý hiện có thì các bạn có thể truy cập vào TechOne để mua nhé. Còn bây giờ cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.